Tập 23. Trình Thụ, sao cô lại tới đây? Cô bảo mình đến không phải lúc nghỉ. Mình đến không được sao? Vì cậu đang không tiện phải không? Đúng là không được tiện lắm. Cậu ấy lại sao nhé? Có gì mà không tiện? Ai trong đó? Trong đó là ai? Ra đây. Cậu bảo 3 ngày sau cậu mới tới mà. Vì là thành ra mình sai rồi đấy hả? Phá hỏng chuyện tốt của cậu đúng không? Không phải. Ai? Cậu đừng đẩy nữa. Bỏ tay ra. Ra đây cho tôi. Cậu, phòng cậu không có người mà. Phòng mình vốn không có ai mà. Thế vừa rồi cậu la cái gì? Mình đập dán. Chỗ cậu đúng là cảnh vật ngoạn mục đấy. Ai bảo khi không cậu chơi trò đánh úp? Mình vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Để mình dọn dẹp giúp cậu. Để mình tự làm. Anh trai. Đi đâu thế? Đói rồi à? Đưa cậu đi ăn lẩu nhé. Ừ. Đi. Mình ăn no quá. Xem cậu ngốc chưa kìa. Lần tới bọn mình quay lại quán này tiếp nhé. Ngon. Một mình cậu mà ăn hẳn phần cho 5 người. Cậu chê bai mình à? Đúng là hơi hơi. Mình giận rồi đấy. Cậu kéo mình cũng giận. Mình chê bai chính mình thôi. Không thể đưa cậu đi ăn lẩu mỗi ngày. Ai cần ăn lẩu mỗi ngày? Sẽ bị nóng đấy, cậu biết không? Vậy chỗ cậu đang ở bây giờ có xa đây không? Bệnh viện cấp ký túc xá cũng không quá xa. Vậy liệu cậu có không về được nữa không? Cậu muốn mình về thì mình sẽ về. Cậu không muốn mình về thì mình sẽ không về. Nghĩ cái gì thế? Mình không ý đó đâu. Ý mình là cậu có bắt được xe buýt nữa không? Đưa cậu về đã rồi tính. Mình sắp tới rồi. Vậy cậu phải cố gắng nhé. Vậy tối nay cùng đi ăn chúc mừng đi. Chúc mừng chuyện gì? Chúc mừng cậu được vào bệnh viện của tập đoàn Hằng Diễn làm. Hơn nữa nói không chừng mình lại được qua đó phỏng vấn. Được. Vậy hôm nay cậu nhất định phải cố gắng nhé. Mình tới rồi, đến lúc khác nói sau nhé. Ừ, đi đi. Ừ, bye bye. Nào, tôi giới thiệu với mọi người chút. Bạn này là Trình Thụ, là bác sĩ thực tập mới đến khoa thần kinh mình, là thủ khoa của Đại học Nam Loan,
qua thần kinh. Đỉnh quá. Từ nay mọi người phải phối hợp thật tốt với công việc của cậu ấy. Chào mừng. Vâng, chắc chắn rồi. Chào mọi người, tôi tên là Trình Thụ. Sau này mong được mọi người quan tâm nhiều hơn. Bác sĩ Trình, cậu đến một cái là mấy cô y tá này đều rạo rực cả người. Tôi thay mấy cô y tá hỏi một câu, cậu có bạn gái chưa? Cảm ơn mọi người yêu mến. Tôi là Hoa đã có chủ. Y tá của khoa mình không có phúc rồi. Được rồi, mọi người làm việc trước đi. Được rồi, tôi đưa cậu đi làm quen chút. Đi. Được, đi làm việc thôi. Ngô Kiều Kiều, Đại học An Bắc. Chuyên ngành của cô không khớp với thông tin chúng tôi đăng tuyển. Dân, đại học, tôi học khoa nghệ thuật học. Nhưng tôi vẫn luôn viết tiểu thuyết. Hơn nữa tôi rất đam mê lĩnh vực sáng tác văn học. Được rồi, công ty chúng tôi cũng không phải kiểu chỉ nhìn vào cái bằng. Cô nói cô thực sự rất thích vào sáng tác văn học. Vậy thì mời cô trình bày ngắn gọn. Giả dụ cô là biên tập, gặp phải tranh chấp pháp lý phát sinh từ điều 3 trong kiến thức về bản quyền nguyên tác, cô nghĩ hướng xử lý đúng đắn là gì? Tranh chấp pháp lý à? Tôi không biết. Được rồi, người tiếp theo. Người tiếp theo. Tôi... Xin lỗi, xin lỗi. Chờ một chút, ra ngay, ra ngay. Có chuyện gì vậy? Mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe. Đang bận gì thế? Cậu gọi điện cho mình à? Ừ. Nãy giờ mình bận suốt không nghe thấy. Sao rồi? Đói chưa? Đói rồi, trưa nay mình chưa ăn gì. Sao lại không ăn trưa? Thế hay là ăn tạm món gì khác lót dạ trước. Lúc trưa mình đi phỏng vấn về cứ bận suốt, vẫn chưa kịp ăn. Phải rồi, mình đang định hỏi cậu kết quả phỏng vấn thế nào. Qua không? Cậu không biết đâu, hôm nay mình gặp cú sốc lớn lắm. Không sao, không sao. Bọn mình tìm chỗ khác là được mà, đúng không? Mình đi nấu cơm cho cậu đã nhé. Mình nói cậu nghe, ăn món mình nấu rồi bảo đảm sẽ đổi giận. Chờ nhé. Chuyện là như vậy đấy. Nên mình cảm thấy dù bây giờ có công ty lớn mời gọi mình, mình cũng không nhận nổi. Nên lúc đó mình đã quyết định phải về bổ sung kiến thức liên quan ngay. Còn một vài kiến thức chuyên môn hơn, sau này mình cũng có thể bỏ thời gian ra học dần. Kiều Kiều, thực ra mình lại thấy lần này trong cái rủi biết đâu lại có cái may. Có thể khiến cậu không bị phân tâm, học liên tu tì 10 tiếng. Lần phỏng vấn này có tầm ảnh hưởng mạnh quá. Với cả chỉ cần cậu có tâm học tập thì học vào lúc nào cũng không muộn. Thật à? Vậy mình hỏi cậu một chuyện nhé. Cậu nói thật với mình, có phải cậu cũng thấy mình ngốc lắm không? Cậu xem, trước giờ mình học gì cũng không quá giỏi, giờ lại muốn tìm một việc liên quan đến viết truyện. Cậu cười gì? Cậu có từng nghĩ sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết luôn không? Cậu nghĩ mà xem. Dù gì, bây giờ cậu cũng thường xuyên viết rồi. Không kiếm được gì cũng không sao cả. Còn có mình nữa, để mình nuôi cậu. Cái gì vậy? Mình lớn đầu thế này rồi, mình phải dựa vào chính mình. Sau này cậu hãy đôn đốc mình. Nếu mình có chỗ nào làm không tốt hoặc thiếu kiên trì,
thì cậu hãy nhắc nhở mình. Cậu không thể dung túng mình như trước đây được. Giờ mình thành ra thế này, cậu cũng có một phần trách nhiệm đấy. Vậy để mình đốc thúc cậu. Quát tay. Quát tay. Hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Ăn thôi, đói rồi. Nào. Này, ăn nhiều trứng chút. Đúng vậy, câu chữ là một phương tiện để truyền đạt. Tiểu thuyết mạng cũng là một hình thức mới. Điều này đã trở thành sự thật. Giờ đã bước vào thời đại Internet. Tiểu thuyết mạng nên có ngày càng nhiều cơ hội được chuyển thể thành phim, thành game. Chào mừng cô. Cô qua rồi. Qua rồi à? Cảm ơn chủ nhiệm. Trình Thụ, không ngờ cuối cùng lại qua luôn chứ. Sự cố gắng của cậu thời gian qua cũng hiệu quả đấy. Mình vui quá. Vậy tối nay chúng mình phải cùng nhau ăn mừng nhé. Được thôi. Vậy muốn ăn mừng thế nào? Mình khao cậu nhé. Vào đi. Chủ nhiệm. Bác sĩ Trình, có việc gì sao? Chủ nhiệm hết. Tôi muốn đổi ca trực tối nay, được không ạ? Được. Đúng lúc tôi có chuyện cần nói với cậu. Thời gian vừa rồi cậu thấy công việc thế nào? Mọi thứ đều rất quen. Học được rất nhiều thứ không thể học được ở trường. Khoa mình cũng đánh giá rất cao cậu về mọi mặt. Tuần sau tôi phải đi công tác Bắc Kinh. Thời gian là một tháng. Cậu cân nhắc nhé. Lúc đó sẽ có chuyên gia khoa thần kinh từ khắp nơi trên cả nước đến. Là một cơ hội giao lưu học thuật vô cùng hiếm có. Tôi tính đưa cậu đi. Cảm ơn chủ nhiệm Hách. Cố gắng lên nhé. Về đi. À phải rồi, dành thời gian bên bạn gái cậu đấy. Ăn nhiều quá rồi. Ngon quá. Mỗi tội cay quá. Chờ nhé. Giải cây. Hiệu quả đấy Trình Thụ. Sao cậu biết nhiều quá vậy? Ngốc. Đúng rồi Kiều Kiều. Tháng sau mình phải đi Bắc Kinh. Chắc phải ở lại một tháng. Sao lần này phải đi lâu thế? Mình còn chưa đi Bắc Kinh bao giờ. Thế hay là cậu đi cùng mình đi? Thôi. Mình vừa mới xin được việc. Mình phải thể hiện thật tốt. Vậy có phải cậu không nỡ xa mình không? Còn lâu. Làm gì vậy? Vậy cậu nói xem, liệu cậu có nhớ mình không? Cậu đoán xem. Có không? Có không? Có không? Có không hả? Không. Cũng phải. Lần này cậu đi công tác với bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ở khoa cậu. Cậu vui còn không kịp nữa. Lại còn nhớ mình. Quả nhiên, quả trên đời này đều đen y như nhau. Đàn ông, mày nhìn thấu cậu rồi. Chờ một chút. Ngô Kiều Kiều, cậu đi đâu đấy?
Kiều Kiều, cậu không sao chứ? Mình thấy hơi khó chịu. Cẩn thận chút nhé. Nước đường đỏ. Cảm ơn. Vậy muộn lắm rồi, mình đi trước nhé. Muộn thế này rồi, cậu đừng dậy cho cực, ngủ ở đây luôn đi. Vậy mình ngủ sofa. Cậu cao to thế này, ngủ sofa thế nào được? Tùy cậu đấy. Mình đi nha. Sao lần này cậu phải đi nhanh thế? Chịu thôi, mình còn phải về chuẩn bị tài liệu. Mình chuẩn bị xong sẽ quay về gặp cậu ngay, được không? Vậy cậu phải về nhanh nhé. Vậy cậu đi đi. Đi nhé. Cậu đi cẩn thận. Bye bye. Đi nha. Bye bye. Alo, chị Trần. Chào chị, chào chị. Tôi đang định gọi cho chị đây. Lát nữa tôi gửi tiền nhà cho chị ngay. Chúng ta nhất trí từ đầu rồi cơ mà. Phải nộp tiền nhà trước một tuần. Cô trả theo tháng mà sao còn nộp muộn thế? Thật ngại quá chị Trần. Hai tháng này đúng là tôi hơi kẹt. Nhưng lát nữa tôi sẽ gửi chị ngay. Chị yên tâm nhé. Lúc trước thấy một đứa con gái như cô cũng vất vả, mới đồng ý cho cô trả theo tháng. Cô xem cô cũng kiếm được việc rồi. Từ tháng này bắt đầu trả theo quý đi. Vụ vi phạm hợp đồng 2 ngày vừa rồi thì bỏ qua. Chị Trần là thế này ạ. Hay là chị nói cho tôi một tháng. Tháng sau tôi nhất định sẽ trả theo quý cho chị, được không? Không phải tôi nói chứ. Tháng đầu cô nói với tôi là chuyện đến đây chưa kiếm được việc đã đành. Tháng thứ hai cô mới đi làm, tôi cũng thông cảm cho cô. Nhưng bây giờ đã là tháng thứ ba rồi, cô cũng có việc làm rồi. Từ tháng này phải trả theo quý đấy. Tất cả 2.400. Không phải chị. Alo. Trình Thụ, cuối tuần cậu cũng không ở đây. Mình về nhà thăm mẹ chút. Đã lâu lắm không về rồi. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Về sớm nha. Ừ. Bố. Con xem con đó. Bố đã nói bao nhiêu lần rồi. Con vừa mới đi làm chẳng kiếm được là bao. Mua đồ về nhà thì làm gì chứ? Mẹ đâu ạ? Trong phòng. Vậy con vào thăm mẹ. Ừ, đừng tất bật nữa, lát nữa con phụ bố. Sao Kiều Kiều không về cùng cháu vậy?
Có phải giáo viên lại câu giờ rồi phải không? Vâng ạ, mẹ Kiều Kiều. Dạo này trường Kiều Kiều hay câu giờ lắm. Đúng rồi, cháu còn muốn hỏi cô, món thịt kho của cô nấu thế nào vậy ạ? Nghe nói là ngon lắm. Kiều Kiều thích ăn ngọt, nên lần nào nấu thịt kho, cô cũng cho thêm vài quả táo đỏ. Như vậy thịt kho nấu ra sẽ vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe. Kiều Kiều thích ăn lắm. Ra là thế ạ. Vậy lần sau cháu cũng làm thử xem. Cảm ơn mẹ Kiều Kiều. Kiều Kiều, hôm nay con đã 18 tuổi rồi, cuối cùng cũng là người lớn rồi. Con nhớ lúc con mới chào đời, bé tí xíu nằm trong lòng mẹ không quấy khóc. Họ hàng đều nói sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái điềm đạm. Ngờ đâu sau khi con lớn lên, tính cách lại trở nên không biết sợ gì như vậy. Kiều Kiều, hôm nay con 20 tuổi rồi, sắp vào năm 3 rồi nhỉ. Nếu con mà quen bạn trai, nhất định phải dắt về cho mẹ xem, rồi kể đi kể lại với mẹ. Nói nhỏ cho con biết, mẹ và bố con bắt đầu yêu đương từ năm 20 tuổi, nên mẹ ủng hộ con yêu đương. Kiều Kiều, hôm nay con 22 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Giai đoạn đầu kiếm việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện không như ý trong đời chiếm 8-9 phần, nhưng con phải nhớ, càng vấp ngã càng dũng cảm. Vậy mới là ngô Kiều Kiều không sợ trời không sợ đất. Kiều Kiều, bố. Bố nấu cho con vài món ăn nhẹ, thường ngày con thích ăn. Lát nữa con về thì cầm theo. Con cảm ơn bố. Kiều Kiều này, con không cần lo lắng gì việc ở nhà quá đâu. Bệnh của mẹ con có bố rồi. Hai món này con ăn hết sớm được thì tốt, không để lâu được. Nếu con thích ăn thì gọi điện cho bố. Bố nấu xong rồi sẽ mang qua cho con, được không? Vâng ạ. Được rồi, không còn sớm nữa, sửa soạn chút rồi về đi. Được rồi con gái. Con gái, không có vấn đề gì đâu, con biết rồi bố. Chuyển nhà nhiều đồ thế. Chị Trần, gõ cửa cô mãi cũng không mở cửa. Tôi chỉ đành tìm người đến mở. Không phải chị làm vậy là sao ạ? Phòng của cô đáo hạn rồi, lại không nộp tiền nhà tôi cũng đành chịu. Phòng này đã cho người khác thuê rồi. Thật ngại quá chị Trần. Chị xem, chị nói cho tôi thêm vài ngày được không? Nhà tôi đâu phải chỗ làm từ thiện, tôi cũng phải ăn cơm chứ. Cô đi đi. Chị Trần, chúng ta thương lượng thêm chút đi. Chị xem, tiền thuê một tháng của tôi là 800 phải không?
Tiền của tháng trước tôi sẽ gửi chị 900. Chị cho tôi thêm chút thời gian đi. Đi 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 đi. Phòng này đã cho thuê mất rồi. Trước đó tôi đã nhắc nhở cô rồi. Chị Trần, tôi... Chị Trần. Chào quản lý ạ. Là tôi đây, Ngô Kiều Kiều. Chuyện gì vậy? Quản lý, chuyện là tôi xin mạo muội hỏi chút, tôi có thể xin ứng trước một ít lương không? Cô vừa mới vào làm chính thức, xét về nguyên tắc là không được đâu. Sao vậy? Gặp khó khăn gì à? Chuyện là tôi không đủ tiền nộp tiền nhà. Vậy thế này đi, mai cô đến công ty điền vào đơn xin. Có được duyệt hay không thì tôi không biết. Thật à? Cảm ơn quản lý. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đừng khách sáo, ai cũng có lúc gặp khó khăn mà. Vậy được rồi, tôi dập máy trước đây. Vâng, cảm ơn quản lý. Làm phiền anh rồi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao không kể với mình? Mình định một thời gian nữa sẽ kể với cậu. Một thời gian nữa? Một thời gian nữa là khi nào? Trình Thụ, cậu đừng gây gổ vô lý nữa được không? Nhưng mình thực sự rất mệt, mình không muốn cãi nhau với cậu. Mình gây gổ vô lý? Rốt cuộc cậu coi mình là ai vậy? Chuyện gì cũng không kể với mình, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh hết. Cậu có nghĩ cho cảm nhận của mình không? Nếu mình không nghĩ cho cảm nhận của cậu thì sao mình lại muốn tự đi thuê nhà? Chính vì mình không muốn gây thêm phiền toái cho cậu đó. Ngô Kiều Kiều, vậy cậu có từng hỏi mình là mình có muốn bị cậu làm phiền chưa? Mình không muốn. Cậu ngồi yên, cậu đừng... Mình thực sự không muốn liên lụy đến cậu. Bản thân cậu đã bận rộn thế rồi, còn phải nghĩ cho mình nữa. Cậu bị ngốc à? Nếu mình không muốn thì cũng không ai có thể bắt ép mình đến đây được. Hơn nữa, đây nào có tính là làm phiền. Hơn nữa chẳng phải trước đây cậu thường nói phải có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia sao? Hồi nhỏ ngốc thật, còn mong mình sớm trưởng thành chứ. Căn này ổn chứ? Tuy hơi cũ nhưng sáng sủa, giá cả hợp lý. Anh xem, nếu anh hài lòng thì chúng ta ký hợp đồng thuê sớm đi. Còn nhiều người đang xếp hàng chờ lắm đấy. Căn này cũng khá ổn. Nếu tôi thuê thì có thể giúp tôi chuyển bộ bàn ghế trong phòng sách ra phòng khách, rồi thêm cho tôi một cái giường vào đó không? Được. Nhưng tôi hỏi một chút, anh tính ở ghế bà? Phía chúng tôi không chấp nhận anh tự ý cho thuê lại nhà đâu. Tôi ở chung với bạn gái, có tính là ở ghép không? Thế thì chắc chắn là không tính. Nhưng phòng còn lại thì cho ai ở? Một phòng tôi ở, phòng ngủ chính cho bạn gái tôi ở. Người như anh cũng hiếm quá đấy. Ở với bạn gái mà còn chia phòng. Đừng nói nữa. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng đi. Được.